Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết là hãng thông tấn Reuters đã bác bỏ cho tin cho rằng là họ biết trước cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10. Một trong những công ty truyền thông lớn nhất của thế giới là hãng thông tấn Reuters đã bác bỏ ngày thứ năm bất kỳ một cái lời tiên đoán nào cho rằng họ đã biết trước cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10 của Hamas nhắm vào thường dân và binh sĩ của Do Thái trong một bản báo cáo của một nhóm có tên gọi là Hornet Reporting. Chúng tôi đã có được cái nhận thấy có cái bản báo cáo của Honest Reporting trong đó cáo buộc rằng là có ít nhất là hai phóng viên độc lập của chúng tôi à, đã, đã đóng góp cho hãng thông tấn Reuters đã biết trước cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10 vừa qua và hãng thông tấn Reuters chúng tôi hoàn toàn bác bỏ tin này và chúng tôi không hề biết gì tất cả những cái chuyện trước đó kể cả, cả, cả lúc và nói rằng là chúng tôi có làm việc với lại phía của Hamas Reuters đã yêu cầu tất cả những phóng viên hình của chúng tôi ở giải Gaza và đặc biệt là những phóng viên độc lập những người có mặt ở tại biên giới vào sáng ngày 7 tây tháng 10 trong đó thì họ không hề có một cái mối quan hệ nào với hamas và những tấm hình chụp được của hãng thông tấn reuters 2 giờ đồng hồ sau khi mà hamas bắn đạn rocket vào lãnh thổ của do thái và trên 45 phút sau khi mà do thái cho biết là các tay súng đã băng ngang qua biên giới và reuters cũng như nhân viên của reuters không hề biết tất cả những chuyện này và chúng tôi bác bỏ tất cả những bản báo cáo của Hornet Reporting, đó là một trong những cái uh, lời uh, giải thích của hãng thông tấn Reuters về cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, ê, của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, lực lượng Do Thái đã bắt giữ 9 người ở tại Judea ở Samaria trong cái uh, tổ chức gọi là uh, chiến dịch chống khủng bố. Bản tin mới nhất cho biết thì một cái lực lượng chống khủng bố của Do Thái ở tại uh, khu vực Judea và Samaria à, phía lực lượng quân đội do Thái và cơ quan tình báo Shin cũng như là lực lượng cảnh sát ở biên giới đã bắt giữ được chín người đã trong cuộc đột kích vào tối ngày hôm qua theo tường trình của lực lượng IDF đã đưa ra vào sáng ngày hôm nay và trong chiến dịch này tấn công vào cái trại tị nạn Jenin thì à, phía IDF cho biết là họ đã bắt đầu à, phá hủy được một cái tổ chức khủng bố những người đã bắn và ném những cái chất nổ về phía lực lượng do Thái và số lượng chất nổ này đã được phát hiện và trong ngôi làng ở Jabat, một loạt những vũ khí và chất nổ đã được à, phát hiện và trong đó bao gồm luôn những vũ khí đã được à, à, phát hiện ở trong cái cuộc đột kích ở tại Bethlehem và phía cơ quan tình báo của do thái cũng như là lực lượng IDF cho biết là họ đã lục soát ít nhất là một số ngôi nhà trong ngôi làng này và trong đó bao gồm luôn cả một số những tên khủng bố đã từng bị kết tội ở vùng Tây Ngạn. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến thì có 1.430 người đã bị truy nã và bị bắt giữ ở xung quanh khu vực của vùng Tây Ngạn và 900 người có liên hệ tới cái tổ chức khủng bố Hamas cũng đã bị bắt giữ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, ủy ban đường hướng và đạo đức của hà Viện đã bắt đầu lên tiếng và cho biết rằng ủy ban của họ sẽ điều tra vào cái tình trạng gọi là chủ nghĩa bài do thái trong các trường đại học. Quỹ ban đặc trách về đạo đức và đường hướng của Hạ Viện với ông chủ tịch là Jason Smith đã lên tiếng và nói rằng quỹ ban của ông đang có một cuộc điều trần để điều tra về cái chủ nghĩa bài Do Thái đã diễn ra trong các khuôn viên trường đạo. Dù lúc mà Do Thái đang có cuộc tấn công nhắm vào nhóm quân Hamas vẫn đang tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày thứ Tư với đài truyền hình Fox thì vị dân biểu của tiểu bang Missouri là ông Jason Smith đã lên tiếng và nói rằng có hàng loạt những dân chứng đã ra điều trần trong ngày 10 sẽ ra điều trần trong ngày 15 tây tháng 11 sắp tới đây và trong đó bao gồm một số sinh viên của trường Đại học Cornell University, những người được báo cáo là họ đã trở thành nạn nhân của cái chủ nghĩa bài Do Thái kể từ khi mà cuộc chiến bùng nổ. Đại học à, trường đại học gọi là Cornell University là một trong những nhân chứng mà chúng tôi đã chứng kiến được những sinh viên tại đây, đặc biệt là có một sinh viên Do Thái đã có trải qua cái kinh nghiệm à, trong cái chủ nghĩa bài Do Thái và sẽ nói về tất cả những gì đang xảy ra, đặc biệt là một trong những giáo sư của trường Đại học Cornell University. Đã quảng bá cho cái việc mà gọi là à, <laughs> Sát hại trên 1.000 người Ở tại giải Gaza Ở tại Do Thái trong cái biến cố ngày 7 tháng 10 Ông Smith đã cho biết như trên Và đây được xem là một trong những cái Hành động rõ ràng của phía Hạ Viện Nhằm điều tra về tất cả những trường đại học Trong đó đã cố tình mà à, Mở cửa cho cái chủ nghĩa bài Do Thái Đặc biệt là những trường đại học cao cấp tại Hoa Kỳ Trong lúc mà đe dọa tới những sinh viên gốc Do Thái <laughs> Và thúc đẩy cái chủ nghĩa Gọi là ủng hộ cho Palestine Và ủng hộ cho phía của Hamas trường đại học Cornell được một một trong những số những trường đại học đã bắt đầu có những cái cuộc gọi là ủng hộ cho Hamas và chủ nghĩa bài do thái lan trọng tại đây theo tường trình cho biết thì hiện nay các trường đại học này sẽ phải báo cáo đầy đủ cho hạ viện và sẽ bị tống trác bởi hạ viện khi mà họ phải ra điều trần về cái chủ nghĩa bài do thái xuất hiện trong khuôn viên trường đại học của họ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của California ngày hôm nay, giới tài tử ở Hollywood đã chấm dứt cuộc đình công của họ. Bản tin mới nhất cho biết tiền nghiệp đoàn tài tử Minh tinh ở Hollywood đã đạt được một cái thỏa thuận với lại các cái công ty sản xuất và sàn quay để chấm dứt cuộc đình công của họ kéo dài hơn vài tháng qua khi mà họ đã phản đối tất cả những cái chính sách của những cái công ty về sản xuất truyền hình và điện ảnh cũng như là các sàn quay của à, cái hợp đồng 3 năm được thỏa thuận và được chấp thuận à, bởi à, cái một à, trong cuộc bỏ phiếu của nghiệp đoàn trong đó sẽ diễn ra trong vài ngày tới tuy nhiên các à, lãnh đạo của nghiệp đoàn tuyên bố là cuộc đình công sẽ chấm dứt lúc 12 giờ 01 một phút à, sáng thứ năm và trên 60.000 người ở trong cái nghiệp đoàn và viết kịch bản của Hoa Kỳ có tên là Screen Actor Guy American Federation for Television and Radio Performers à, đã thực hiện cuộc đình công từ ngày 14 tây tháng 7 cùng với lại nghiệp đoàn của tài tử và trong đó họ đã ba đình công trong vòng 2 tháng qua và đây là lần đầu tiên hai nghiệp đoàn lớn này đã có cuộc đình công lớn kể từ thập niên 1960 và các cái công ty thu hình đã đàm phán với lại cái nghiệp đoàn viết kịch bản trước và sau đó thì nghiệp đoàn này đã ngưng lại cuộc đình công của họ ngày 26 tại tháng 9 và chi tiết thỏa thuận vẫn chưa được công bố tuy nhiên thì họ đã được chia sẻ bởi một số những minh tinh tài tử à, trong vài ngày tới và việc này cho thấy rằng là đã có cái sự gọi là bồi thường và tương lai về cái tình trạng chi trả cho những người hoạt động trong lĩnh vực phim và truyền hình đặc biệt là sự à, control tức là sự kiểm soát về hình ảnh của các minh tinh tài tử gần như là <laughs> đang bị à, đe dọa bởi cái à, hình ảnh của trí tuệ nhân tạo tạo ra các giám đốc của những công ty lớn như là Disney, Netflix, Warner Brothers, Discover và Universal cho biết là họ đã bắt đầu tham gia can, can dự vào cuộc đàm phán này và hầu hết các nghiệp đoàn tại Hollywood đã dẫn đầu bởi một cái liên minh gọi là liên minh của ngành điện ảnh tức là Alliance of Motion Picture and Television Producer đây là cái nghiệp đoàn của những công ty sản xuất ở tại Hollywood và đây được xem là một cái tin khá vui và có thể các minh tinh tài tử có thể quay trở lại sàn quay sau 2 tháng đình công đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thượng viện đã thông qua một cái nghị quyết được đệ trình bởi đảng cộng hòa trong đó là lật đổ cái chính sách về xe điện của ông Joe Biden. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lập pháp tại Thượng viện đã thông qua một nghị quyết do Đảng Cộng hòa dẫn đầu trong ngày 8 tây trong đó lật đổ một cái quyết định quan trọng của chính quyền Joe Biden là trong cái chương trình gọi là Buy America yêu cầu tất cả những công ty xe điện là phải đặt tất cả hệ thống điện và sử dụng cái tiền thuế của người dân Hoa Kỳ cho những cái trạm điện trên toàn quốc. Cái quỹ ban đặc trách về cái, uh, nghị, cái nghị quyết này có tên là Congressional Review Act tức là một cái uh, nghị quyết về duyệt xét của quốc hội được biết với tên là SJ38 trong đó được giới thiệu bởi uh, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Roger Marshall, Rich Scott và Kevin Cramer của Đảng Cộng Hòa hồi đầu năm nay. Và trong nghị quyết này đã được bỏ phiếu với tổng số phiếu là 50 trên 48 trong ngày thứ ba trong đó sẽ uh, nó sẽ được chuyển xuống Hạ viện của Hoa Kỳ. Và dự luật này lật đổ một cái... Uh, chính sách của cái cơ quan kiểm soát về xa lộ của Liên bang tức là FHA trong tháng 2 trong đó là là tạm thời sẽ có một cái tình trạng loại trừ tất cả một số những cái yêu cầu khó khăn của chính quyền liên bang trong việc mà lắp đặt tất cả những cái hệ thống chạc cho xe điện ở trên toàn quốc và quốc hội trước đó đã có một cái ngân sách lên tới 7.5 tỷ Mỹ kim để cung cấp cho việc mà xây dựng tất cả những cái trạm điện và chạc điện ở trên toàn quốc trong cái chiến lược mà ông Cho bên đang thúc đẩy một cái chương trình năng lượng xanh và dưới chính quyền của Cho bên trong năm 2021 trong cái đạo luật gọi là cải tổ tất cả các hệ thống cơ, cơ, hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ thì trong đó bao gồm luôn cái số tiền dành cho vấn đề gọi là những cái trạm chạc điện dành cho những chiếc xe điện ít nhất là 55 ở trên à, toàn quốc và trong đó họ sử dụng rất nhiều những cái nguồn à, được xem là nguyên liệu của nội địa tuy nhiên thì à, họ nói rằng việc này sẽ được đưa vào sản xuất và tại Hoa Kỳ năm 2024 đây được xem là một trong những cái dự luật của lưỡng đảng đã thông qua trong đó nhằm lật đổ một cái chính sách của Joe Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay một trong những nhà đồng sáng lập của tổ chức Black Lives Matter đã lên tiếng và nói rằng ông Trump là một ứng cử viên tốt nhất cho vai trò tổng thống Bản tin mới nhất cho biết thì Mark Fisher, đồng sáng lập của tổ chức Black Lives Matter ở tại Rock Island đã lên tiếng và nói rằng ông cựu tổng thống Donald Trump quay trở lại tòa bạch ốc năm 2024 và đoan chắc rằng ông sẽ thúc đẩy phong trào Black Lives Matter để hỗ trợ cho ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với lại một nhân vật về postcard có tên là Kim Iverson thì ông Fisher đã được hỏi là tại sao ông cho rằng ông tổng thống trump lại là một à, ứng cử viên tốt nhất thì à, nói ông nói rằng tất cả mọi người đều nhận nhìn nhận như vậy ông Fisher đã phát biểu như trên và ca ngợi chính quyền của tổng thống trump và chính quyền của ông đã hỗ trợ rất nhiều cho cái à, à, cho những cái sinh hoạt của người da đen và ông cáo buộc đảng dân chủ là một cái đảng được xem là à, đạo đức giả và trong đó thì à, ông Fisher lên tiếng và nói rằng <laughs> hiện nay ông trump là một ứng cử viên không ai có thể đánh bại trong lời phát biểu của ông fisher đưa ra giữa lúc mà ông nói rằng là tôi rất thích ông trump hiện nay tôi nghĩ bây giờ không ai có thể quay trở lại tòa Bạch ốc bằng ông Trump và đây là một cái điều mà tôi dám khẳng định, ông lên tiếng và nói rằng ông Joe Biden là một kẻ mà ông không thích và bà cả phó tổng thống Kamala Harris lại là một kẻ đạo đức giả. Đó là lời phát biểu của ông, trong đó ông cáo buộc rất nhiều đối với những thành phần của Đảng dân chủ và ông nói rằng phong trào Black Lives Matter vốn khởi đi từ cái sự suy nghĩ của người da đen và họ đã diễn dịch sai toàn bộ cái ý nghĩa của chữ Black Lives Matter và tôi nghĩ rằng cái vấn đề chính không phải là sinh mạng của người da đen mà làm cách nào để cho người da đen có cuộc sống được nâng cao hơn và có thể theo kịp với những cộng đồng khác và đây chính là mục đích chính của Black Lives Matter chứ không phải là những cái tổ chức bạo động trên đường phố hoặc lợi dụng tất cả những biến cố để mà à, có những cái cuộc gọi là biểu tình và à, đòi hỏi những cái à, quyền lợi khác và trong đó thì ông lên tiếng và nói rằng trong cái chiến dịch của ông thì đang thúc đẩy hỗ trợ cho tất cả những cái à, Cả những người da đen khởi nghiệp cũng như là những cái cộng đồng nghèo khó của người da đen làm sao thoát được và có thể có được một nền giáo dục tốt hơn và ông lên tiếng và nói rằng một trong những người mà đã làm việc chung với ông là Candace Owens được xem là một nhà tranh đấu và là một người nổi tiếng trong giới giải trí là <laughs> vốn là người đã có một cái chính sách rất là rõ ràng và thành lập một cái phong trào gọi là Plastic tức là phong trào giúp cho người da đen da đen thoát khỏi nghèo khó từ những cộng đồng và ông lên tiếng nói rằng hiện nay không có một cái ứng cử viên nào kể cả Joe Biden có thể thay thế được vị trí của ông Donald Trump và Donald Trump sẽ là người chiến thắng ở trong cái cuộc bầu cử năm 2024 khi ông quay trở lại tòa bạch Ốc. và ông Fisher cho rằng ông Trump là người tốt nhất và đã giúp rất nhiều cho những người da đen và các cộng đồng da đen và hiện nay đã có rất đông đảo những người da đen Bỏ phiếu cho ông Trump, lời phát biểu của ông đưa ra sau khi có cuộc thăm dò mới nhất của tờ New York Times cho thấy là mức ủng hộ người da đen của ông à, đưa, Joe Biden từ 78% rớt xuống còn dưới 49%. Trong khi mức ủng hộ người da đen dành cho ông Trump đã tăng lên 22%, con số được xem là chưa có một đời tổng thống Cộng hòa nào có thể làm được. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thị trưởng của thành phố Hialeah đã lên tiếng và yêu cầu đặt tên một con đường cho Tổng thống Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì thị trưởng của thành phố Hialeah ở tại Florida có thể sẽ có một cái tên đặt tên đường là cựu Tổng thống Donald Trump. Thị trưởng của thành phố này đã phát biểu trong một cuộc rally diễn ra tại khu vực ngoại ô của Miami giữa lúc mà đảng Cộng hòa đang có cuộc tranh luận gần đó thị trưởng có tên là sban Tipovo đã phát biểu trong cái cuộc rally của cựu tổng thống trump và trong đó ông đã lên tiếng chúc mừng cho cái cuộc rally này được thành công khi mà ông đã nói rằng ông dự tính sẽ yêu cầu các nghị viên của thành phố hiyali là sẽ đặt lại tên của một con đường cho tổng thống trump À, tuy nhiên để vinh dự làm điều này, chúng tôi cần có sự hợp tác của tất cả các nghị viên trong thành phố và tôi sẽ để trình cái vấn đề này và trong phiên họp tuần tới với hội đồng thành phố của Hiali và trong đó sẽ có một số thành viên à, mà tôi nghĩ rằng họ sẽ đồng ý với tôi là chọn một con đường để chúng ta đặt tên của Donald Trump gọi là Donald Trump Way. Đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng của vị thị trưởng này và ông Trump lên tiếng nói rằng ông rất vinh hạnh được cái hân hạnh này. Đây được xem là một trong những cái cuộc gọi là rally của cựu tổng thống Trump ở tại Florida diễn ra trong lúc mà cách đó không xa khoảng 15 dặm là có cuộc tranh luận lần thứ ba của các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa và gần như là cuộc Rally này của ông Trump đã tụ tập trên mười mấy ngàn người. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một quỹ ban lưỡng đảng đã cung cấp cho ông Tổng thống Joe Biden danh sách của những tù nhân chính trị để ông ta có thể chuyển cho Tập Cận Bình trong cuộc gặp gỡ tại San Francisco vào tuần này. Bản tin mới nhất cho biết thì một quỹ ban tại Quốc hội đã làm việc chung trong một cái danh sách những tù nhân chính trị tại Trung Quốc và yêu cầu ông Tổng thống Joe Biden phải sử dụng cái cuộc đối thoại với Tập Cận Bình trong tháng này trong cái hội nghị APEC diễn ra tại San Francisco. Dân biểu Chris Smith của Đảng Cộng hòa tại New Jersey và Thượng nghị sĩ Jeff Markley của Đảng Dân Chủ tại Oregon là chủ đồng chủ tịch của cái ủy ban đặc trách về Trung Quốc ở Quốc hội, lưỡng viện Quốc hội đã gửi một lá thư cho ông Joe Biden đề ngày 8 tây tháng 11, trong đó yêu cầu ông phải đưa toàn bộ danh sách này cho Tập Cận Bình và thảo luận với ông Tập Cận Bình về những lý do tống giam những tù nhân chính trị và trong đó đang có sự lo ngại của Hoa Kỳ và đặc biệt là sự lo ngại của lưỡng đảng. Và trong một tập niên qua thì nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã từ chối nhận tất cả những danh sách tù nhân chính trị từ phía Hoa Kỳ và giới hạn chúng ta có được thông tin về những cá nhân bị giam giữ và bị đối xử tệ hại cũng như vị trí giam giữ của họ các nhà lập pháp đã viết trong lá thư gửi ra và trong đó họ đề rất rõ ràng cái tên chính thức của cộng sản trung quốc là people republic of china tức là cộng hòa nhân dân trung quốc và trong cái cuộc gặp gỡ tại san francisco thì một tổ chức nhân quyền tại đây có tên là Dewey hua foundation cho biết là họ đã đưa hết tất cả danh sách tên của các tù nhân chính trị đã được nhắc nhở và những cá nhân này nằm trong danh sách mà họ nói rằng là đã bị giam giữ một cách khá, khá bất công bởi đảng cộng sản trung quốc có rất nhiều tù nhân đã bị tra tấn hoặc là bị từ chối chăm sóc y tế các nhà lập pháp cho biết và chúng tôi tin rằng điều này đã gia tăng thêm cái sự lo ngại và quý vị ông có thể dùng cái vị trí À, gọi là tích cực của ông để tác tác động vào cái uh, thân phận của những tù nhân này và họ đang uh, bị cách ly với gia đình đó là một trong những cái lời lá thư này đã gửi cho ông joe biden như vậy joe biden đang bị áp lực rất nhiều từ các cái uh, khuynh hướng đấu tranh cho dân chủ trong lúc mà ông ta gặp gỡ với lại tập cận bình ở bên lề của cái uh, hội nghị apec diễn ra tại san francisco bên cạnh đó thì nhiều tổ chức nhân quyền đang dự tính sẽ có một cuộc uh, tổng biểu tình thật lớn tại San Francisco để phản đối sự hiện diện của Tập Cận Bình, trong đó gồm có cộng đồng người gốc Hoa, người gốc Việt, người gốc Tây Tạng, người gốc Philippines và có một số và thành phần của những người gốc Ấn Độ cũng sẽ ngồi chung lại và sẽ có một cuộc tổng biểu tình lớn nếu như Tập Cận Bình xuất hiện tại San Francisco. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay thì một quỹ ban tại Hạ Viện đã bắt đầu siết chặt những cái món quà cáp của các quốc gia ngoại quốc mà cung cấp cho các trường đại học tại Hoa Kỳ trong đó bao gồm luôn cả Trung Quốc bản tin mới nhất cho biết thì một quỹ ban tại Hạ Viện đã chấp thuận một dự luật trong đó là kiểm soát vấn đề những cái quà cáp tài chánh mà ngoại quốc đã đóng góp vào các trường đại học của Hoa Kỳ đặc biệt là những trường đại học cao cấp tại Hoa Kỳ và buộc các trường này phải thông báo đầy đủ dự luật này được chiếm đa số của lượng đảng và của cái quỹ ban đặc trách về giáo dục và uh, nhân công đã bỏ phiếu vào ngày 7 tây tháng 11 trong đó chấp thuận một cái dự luật có tên gọi là defending education transparency and ending rock regime uh, Engagement for um Nefarious transactions, tức là gọi là à, cái đạo luật này được gọi tắt là deterrence, tức là cái đạo luật kiềm chế Và à, để ngăn chặn tình trạng mà đóng góp vào các trường đạo bởi các cái chính phủ của nước ngoài Chủ tịch của quỹ ban này là bà Virginia Fox cho biết dự luật này là cần thiết để đối phó sự gia tăng gây ảnh hưởng của đảng Cộng sản Trung Quốc Và một số những quốc gia thù địch khác Và chúng tôi biết được những gì xảy ra trong tất cả những cái nơi đào tạo của chúng ta trên toàn quốc và những quốc gia như là Trung Quốc, Qatar, kể có có thể kể cả Iran đã chi tiền cho các trường đại học này. Bà Fox đã nói chuyện như trên trong cái lúc mà bà được phỏng vấn và chúng ta phải làm tất cả mọi thứ để kiềm chế chuyện này. Gần như là trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã đóng góp rất nhiều các cái nguồn ngân sách của họ cho những trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ và việc này đã được phát hiện và lo ngại từ năm 2019 sau khi mà Bộ Giáo dục điều tra có ít nhất là 6.5 tỷ Mỹ Kim đà tỷ giá của những món quà và tiền bạc của các quốc gia ở nước ngoài đã chi cho các trường đại học tại Hoa Kỳ và hầu hết tất cả những cái quốc gia này gồm có Trung Quốc, Iran và Nga. Đây là một trong những cái chi tiết khá quan trọng và tìm cách thay đổi suy nghĩ của giới sinh viên Hoa Kỳ và họ dùng tiền này để ảnh hưởng những giáo trình ở trong trường học ở Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay các nhà lập pháp đã nhắm vào cái hệ thống blockchain của Trung Quốc và trong đó họ nói rằng sẽ ngăn chặn tất cả những cái việc mà chính quyền liên bang có những cái trao đổi với những công ty nào mà đặc biệt là những công ty blockchain hoặc những công ty liên hệ có trụ sở tại Trung Quốc. Các nhà lập pháp đã giới thiệu một cái dự luật lưỡng đảng vào ngày thứ tư trong đó ban lệnh cấm cơ quan của chính quyền liên bang sử dụng tất cả các hệ thống network về blockchain đến từ Trung Quốc hoặc là làm à, ăn với hoặc là có những cái quan hệ với những công ty mà được xem là có liên hệ tới nhà nước cộng sản Trung Quốc. Dự luật này có tên là Clarity Act, trong đó được giới thiệu bởi à, dân biểu có tên là Jack Noon và Abigail Spackberger được xem là ngâm, ngăn ngăn cấm tất cả lãnh đạo của các cái à, cơ quan trong chính quyền liên bang mua hoặc có những cái hợp đồng với những cái hệ thống blockchain và trong đó nó lệ thuộc vào những công ty có trụ sở tại Trung Quốc và ban cấm tất cả những chia nhân viên trong chính quyền liên bang vay tiền hoặc cung cấp ngân, ngân quỹ để cho những cái công ty kỹ thuật này và những nhà cung cấp kỹ thuật này bao gồm luôn cả kỹ thuật blockchain và đây chỉ được xem là một trong những cái dự luật mới mà phía hạ viện đã đệ trình với sự ủng hộ của lưỡng đảng trong đó các công ty blockchain của Trung Quốc bao gồm luôn cả một số những công ty có trụ sở tại Hồng Kông là Red Dead Technology, Blockchain Film Conflux Network hay là cái công ty có tên là Fitnet được làm chủ bởi một công ty của Hồng Kông và những công ty này được xem là có liên hệ trực tiếp và server của họ đặt tại Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái dự luật mới nhất mà phía Hạ viện đệ tình nhằm kiểm soát tất cả cơ quan chính quyền liên bang không thể sử dụng bất kỳ một cái hệ thống blockchain nào của phía của Trung Quốc và các công ty có trụ sở tại Trung Quốc hoặc là các công ty có liên hệ với những công ty của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã dự tính là sẽ sản xuất hàng loạt các cái loại robot kiểu con người và họ gọi rằng đây là một cái uh, new engine để trưởng thành. Đó là một trong những cái uh, tham vọng của Trung Quốc. Bắc Kinh đang dự tính là sẽ đi vào sản xuất hàng loạt những loại robot theo hình người trong vòng 2 năm tới và tham vọng rằng họ sẽ đưa bắc kinh trên lãnh đạo trong cái việc phát triển robot trong một cái được đưa ra trong cái chính sách trên toàn trung quốc thì bộ đặc trách về kỹ thuật thông tin của trung quốc đã loan báo về cái mục tiêu này và thành lập một cái hệ thống framework tức là một cái hệ thống được xem là cái khung làm việc cho việc phát triển tất cả những cái robot hình người và trong đó có thể giúp cho trung quốc có thể chiếm lĩnh trên cái thị trường này đây được xem là một cái tham vọng của trung quốc nhằm có thể chế tạo những robot có hình người và có khả năng giống như con người và điều này đang dẫn tới một sự nghi ngại là các robot này sẽ áp dụng trong lĩnh vực quân sự và có thể sẽ có những cái robot quân sự mà Cộng sản Trung Quốc đang có tham vọng đi trước trong vấn đề này. Họ sẽ sử dụng các cái hệ thống điều hành trực tiếp thông qua các cái smartphone, các hệ thống computer và kể cả các cái xe điện mới của họ có thể điều hành, điều hành tất cả các hệ thống robot con người này. Và đây được xem là một cái mà Trung Quốc gọi là cuộc cách mạng về sinh mạng con người theo một tập tài liệu đã được tiết lộ từ Trung Quốc cho biết như trên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, lực lượng tuần duyên của Đài Loan cho biết là họ đã ngăn chặn một chiếc tàu đánh cá lậu của Trung Quốc xâm nhập vào lãnh hải của Đài Loan, bắt giữ 13 người. Và sau đó họ đã thảy tất cả những cái sản phẩm đó xuống dưới mặt biển. Bản tin từ một cái thông cáo báo chí đưa ra ngày thứ năm thì lực lượng tuần duyên ở phía trung của Đài Loan, tức là ở khu vực Đài Trung đã phát hiện được một chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc đang là hoạt động ở khu vực 20 hải lý cách cái bờ biển của Đài Loan và xâm phạm vào cái vùng gọi là nhận dạng phòng không cũng như là đặc quyền kinh tế của Đài Loan và họ đã chẩn bắt chiếc tàu này và bắt giữ khoảng 13 thủy thủ trên tàu đồng thời kéo chiếc tàu này ra ngoài biển đánh đắm và đồng thời đổ tất cả những cái sản phẩm họ đánh bắt cá được ở trên mặt biển để đổ xuống biển đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của Đài Loan nhằm ngăn chặn những vụ đánh cá trộm và hút cá trộm từ phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay, một bản nhận định báo cáo đưa ra trên một tờ báo của Anh cho thấy rằng là nếu Trung Quốc mà muốn tấn công toàn diện với đảo quốc Đài Loan thì số lượng binh sĩ và xe tăng cũng như chiến đấu cơ của họ sẽ gấp nhiều lần so với cuộc đổ bộ trên biển Normandy năm 1944 Khi lực lượng đồng minh đổ bộ vào đây để đánh bại Đức quốc xã Bản tờ phân tích của tờ Economist đưa ra vào ngày thứ hai cho thấy rằng lực lượng PLA Tức là lực lượng quân đội của Cộng sản Trung Quốc dự tính mà muốn đánh chiếm Đài Loan Thì họ phải huy động ít nhất là có 3.000 cái tàu, 3.000 cái... Uh, hệ thống vận chuyển trong đó có khoảng 1 triệu chiếc xe 2.100 chiếc máy bay và ít nhất là 8.000 chiếc tàu chuyến à, chở theo tất cả các dụng cụ các đồ cung cấp cho binh sĩ của họ và con số này được xem là gấp 30 lần so với lại cái cuộc đổ bộ của lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh trên cái bờ biển Normandy trong ngày D-Day năm 1944 vào tháng 6 đây được xem là một trong những cái bài nhận định mới nhất của tờ Economic đưa ra và cho thấy rằng cái tham vọng Trung Quốc mà muốn tấn công đảo quốc Đài Loan thành công thì họ phải huy động tới số lượng này và ít nhất là phải có trên một triệu binh sĩ để mà có mặt cùng với lại ít nhất là 3.000 chiếc thiết xa và cũng như là xe tăng. 2.100 chiếc máy bay và trên 8.000 chiếc 8.000 chiếc tàu có thể chứa tất cả những cái binh sĩ cũng như là dụng cụ và đồ cung cấp này đây được xem là một trong những cái bài nhận định mới nhất của tờ Economist tại Anh đã đưa ra và cảnh báo rằng Trung Quốc không đủ khả năng để có thể cung cấp cho tất cả những cái chi phí cần thiết này và cái số lượng khổng lồ này trong khi đó thì phía Bắc Kinh vẫn đe dọa tấn công đảo quốc Đài Loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Trong đó thì à, bản tin đầu tiên có thể nói là một bản tin mà Cộng sản Việt Nam không vui lắm đó là công ty Intel đã hủy bỏ cái dự tính là sẽ tăng cường mở thêm công xưởng sản xuất chip tại Việt Nam và chỉ ra cho thấy là gần như là cái à, hệ thống quan liêu của Việt Nam không khác gì hệ thống quan liêu của Cộng sản Trung Quốc. Đây là bản tin Intel đã hủy bỏ cái dự tính là mở thêm một cái nhà máy sản xuất chip điện tử tại Việt Nam và cho rằng cái hệ thống à, hành chánh của cộng sản việt nam đã không có à, một cái gì khác biệt so với của hệ thống hành chánh của cộng sản trung quốc bên cạnh đó thì intel cho biết là cái nguồn điện cung cấp tại việt nam đã không đủ <laughs> để họ có thể sử dụng trong việc sản xuất chip điện tử tại đây đây được xem là một trong những cái tác mới nhất vào mặt của cộng sản trung quốc à, cộng sản việt nam ngay sau khi họ khoe khoang là intel đầu tư một tỷ rưỡi vào trong cái à, việc mà mở công xưởng sản xuất chip tại việt nam và intel đã dùng lý do thứ nhất là hệ thống hành chánh quan liêu của cộng sản việt nam thứ hai là không đủ cái nguồn điện cung cấp để mà làm lý do từ chối và hủy bỏ cái dự tính này và đây được xem là một cái lời hứa hảo của intel trong lúc mà cộng sản việt nam vẫn chưa chọn phía ở tại à, cái cục diện của á châu thái bình dương và đặc biệt là intel không muốn nói ra một cái sự thật là công nhân Việt Nam không đủ trình độ để có thể làm việc trong cái nhà máy sản xuất chip điện tử tại Việt Nam mà hầu hết có thể những công nhân này đến từ Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay bản tin kế tiếp cho biết thì võ văn thưởng sẽ tới dự nghị APEC ở tại san francisco trong tuần lễ này bản tin mới nhất cho biết thì võ văn thưởng vốn là một người được mô tả là chủ tịch của nhà nước cai trị cộng sản Việt Nam sẽ có mặt trong cái hội nghị APEC vào tuần sau và trong đó thì đây là cái hội nghị diễn ra ở tại san francisco và hoa kỳ là quốc gia chủ nhà trong đợt này thì không biết là võ văn thưởng sẽ đi xin thêm tiền như thế nào và xin thêm cái ngân sách gọi là tài trợ cho vấn đề giáo dục tại việt nam như thế nào tuy nhiên mỗi một chuyến đi của quan chức cộng sản việt nam tới hoa kỳ đều xin xỏ các công ty tư nhân của hoa kỳ hoặc là chính phủ hoa kỳ tài trợ cho họ về tài chính để mà phát triển kinh tế đây được xem là một cái chuyến đi mà Cộng sản Việt Nam cho rằng là khá quan trọng giữa lúc mà phía Cộng sản Việt Nam đang gặp bế tắc về kinh tế, không có hướng phát triển về kinh tế và đang thiếu trầm trọng các cái nguồn tài chánh để trả các món nợ đã bị đáo hạn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, mặc dù che giấu rất nhiều về tình trạng thiếu điện tại Việt Nam, nhưng mà Cộng sản Việt Nam vẫn không che giấu được sau khi mà một uh, giám đốc của tập đoàn EVN tức là tập đoàn điện lực của cộng sản Việt Nam đã bị bắt giữ đó là một trong những cái tin mới nhất từ Việt Nam ông này có tên là Nguyễn Danh Sơn là người phụ trách công ty mua bán điện đã lợi dụng chức quyền hạn của ông ta trong cái vụ án mà họ gọi là vụ án tại tập đoàn điện lực Việt Nam đó là một trong những cái tin mới nhất và trong đó việc bắt giữ này ông ta ông ta diễn ra giữa trong lúc mà phía cộng sản Việt Nam vẫn khoe khoang là đủ nguồn điện cung cấp cho mùa Tết năm nay tuy nhiên việc bắt giữ của công an cho thấy rằng ông này đã có những hành động lem nhem và toàn bộ công ty quốc doanh là evn đã không đủ khả năng mua điện để cung cấp cho cái nguồn điện toàn quốc trong cái mùa đông sắp tới và kể cả việc mà không có được cái nguồn dự trữ điện để cung cấp cho toàn quốc trong cái mùa tết sắp tới đây được xem là một trong những cái sự thú nhận thông qua việc bắt giữ cái người giám đốc của công ty mua bán điện ở tại công ty điện lực việt nam và người này phụ trách về mua các cái nguồn điện từ nước ngoài để cung cấp cho thị trường của Việt Nam đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và đó là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những phần tin kế tiếp của TNP Channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả khán giả và chúng ta gặp lại sau Bye bye